Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ở video trước đó mình đã vẽ nhân vật Big City Boy Doflamingo rồi, nếu bạn chưa xem có thể xem lại sau, mình để link ở phần mô tả nhé. Ok, và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Crocodile, người đã hai lần suýt chút nữa là kết thúc luôn bộ truyện One Piece cho các bạn xem. Ra thì đây là lần đầu tiên mình vẽ nhân vật này đó, mà tuy là có gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được. Các bạn xem hết video và cho mình biết cảm nhận của các bạn nha. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Was it the voice? Was it the fire? Burning in me.
mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình rất mong sẽ nhận được những ý kiến của các bạn để hoàn thiện tốt hơn nữa trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.